Tử vi cho tuổi Mậu Ngọ. Nữ Mậu Ngọ nên lấy chồng tuổi gì và chọn tuổi kết hôn cho nữ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Năm âm lịch là Mậu Ngọ, thuộc ngũ hành hỏa, thiên thượng hỏa là lửa trên trời. Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Mậu Ngọ của mình lấy chồng năm nào thì hợp. Nhưng khi chuẩn bị kết hôn hay lập gia đình thì việc xem tuổi vợ, xem tuổi chồng và xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến một phần trong cuộc sống. Vậy tuổi Mậu Ngọ lấy chồng năm nào thì gặp số tam vinh hiển, hay số tứ đạt đạo, hay số nhất phú quý, hay rơi vào cảnh đại kỵ, thì xin mời các bạn hãy tham khảo những bài viết dưới đây. Nam tuổi Mậu Ngọ kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam nữ bằng tuổi nhau, hai tuổi này kết hôn với nhau sẽ gặp số tứ đạt đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn hay lo tính các công việc được dễ dàng và thông suốt. Các công việc trong ngoài đều thuận ý, tính tình hai vợ chồng cũng tương đối hòa hợp. Sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc và yên vui. Nam tuổi Bính Thìn kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam hơn nữ 2 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiếu may mắn thì cũng khá giả. Lo tính nhiều công việc được dễ dàng, tính tình hai vợ chồng cũng có phần hòa hợp. Sống chung với nhau sẽ làm nên sự nghiệp. Nam tuổi Ất Mão kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam hơn nữ 3 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, gặp số nhì bần tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian, qua hạn mới dễ dàng làm ăn hơn. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp cho lắm, sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, cần năng cùng chung lo trong cuộc sống thì ngày hậu sẽ ấm no. Nam tuổi Giáp Dần kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam hơn nữ 4 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau gặp số tam vinh hiển. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng, có và có chút ít địa vị thì thêm tốt. Đây là vợ chồng có số tạo giữ tiền tốt, tính tình hai vợ chồng có phần hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc và ấm no. Nam tuổi Quý Sửu kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam hơn nữ 5 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số tứ đạt đạo. Đây là số vợ chồng làm ăn dễ dàng hay lo tính nhiều công việc được thông suốt, và có số tạo giữ tiền ngày càng lớn, tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp, sống chung với nhau sẽ có cuộc sống hạnh phúc và yên vui. Nam tuổi Tân Hợi kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam hơn nữ 7 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau khá tốt, gặp số nhất phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, còn thiểu phước thì cũng khá giả. Lo tính nhiều công việc được dễ dàng và thông suốt, và có số tạo giữ tiền ngày càng lớn. Tính tình hai vợ chồng cũng tương đối hòa hợp, sống chung với nhau sẽ làm nên sự nghiệp. Nam tuổi Canh Tuất kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam hơn nữ 8 tuổi. Hai tuổi này kết hôn với nhau không được tốt cho lắm, vì nếu kết hôn với nhau sẽ gặp số nhì bần tiện. Đây là số vợ chồng làm ăn không được thuận lợi, phải chịu cảnh thiếu nghèo trong một thời gian dài. Tính tình hai vợ chồng không được hòa hợp nhau lắm, nếu sống chung với nhau nên nhẫn nhịn, cùng chung lo trong cuộc sống thì ngày hậu sẽ đỡ hơn. Tuổi Mậu Ngọ lấy chồng những tuổi dưới đây thì sẽ gặp đại kỵ. Nam tuổi Đinh Tỵ kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam hơn nữ 1 tuổi. Kết hôn với nhau sẽ phạm biệt ly. Nam tuổi Nhâm Tý kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam hơn nữ 6 tuổi. Ở đời với nhau sẽ phạm biệt ly. Nam tuổi Kỷ Dậu kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nam hơn nữ 9 tuổi. Kết hôn với nhau sẽ phạm tuyệt mạng. Nam tuổi Tân Dậu kết hôn với nữ tuổi Mậu Ngọ, nữ hơn nam 3 tuổi. Kết hôn với nhau sẽ phạm tuyệt mạng. Tuổi Mậu Ngọ nên lấy chồng năm nào? Nữ tuổi Mậu Ngọ kỵ cưới chồng vào các năm 16, 20, 26, 28, 32, 38 và 40 tuổi. Nam tuổi Mậu Ngọ kỵ cưới vợ vào các năm 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Những năm tuổi kỵ trên không nên tiến hành các công việc về cưới hỏi. Có những đôi bạn kết hôn vào những năm trên thì thường hay nảy sinh các việc buồn phiền, hay xung khắc trong cuộc sống, hay phải chịu cảnh thường xuyên xa vắng. Nam hay nữ tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 1, tháng 7 âm lịch thì trong đời hay nảy sinh các việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót còn khó nên đôi. Trai gái tuổi Mậu Ngọ có đôi bạn số đã định thì phải gặp người bạn ở hướng Dậu mới nhằm căn duyên. Nữ tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 7 và tháng 10 âm lịch thì thường có số lưu phu hay số nhiều chồng hoặc trái cảnh về việc chồng. Nam tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 1, tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 âm lịch thì thường có số lưu thê hay số nhiều vợ hoặc có số đa đoan về việc vợ. Còn nếu sinh vào tháng 9 và tháng 12 âm lịch
thì thường có số khắc con. Đây là số khó sinh và khó nuôi con. Giải thích: một, nhất phú quý có nghĩa là giàu sang hay dư giả. Hai vợ chồng ở với nhau mà gặp số nhất phú quý và có số mạng cá nhân của hai vợ chồng tốt, lại được hưởng thêm phước đức từ cha mẹ hai bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp lớn lao và có cuộc sống giàu sang phú quý. Còn nếu vợ chồng có số mạng tốt nhưng lại không được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cũng có sự nghiệp khá giả, sống trong cảnh ấm no. Trái lại, nếu hai vợ chồng có số mạng không tốt nhưng lại không được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống cũng bình thường, chỉ đủ ăn. Hai là nhị bần tiện, có nghĩa là số nghèo hèn hay thiếu thốn. Hai vợ chồng ở với nhau mà gặp số nhị bần tiện mà số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống phải chịu cảnh khốn khổ, thiếu thốn về vật chất, thậm chí là nghèo hèn. Còn nếu số mạng của hai vợ chồng tốt nhưng không được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống bình thường ở mức độ đủ ăn đủ tiêu. Còn ngược lại, nếu hai vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của hai vợ chồng vẫn được hưởng ấm no đầy đủ. 3. Tam vinh hiển có nghĩa là có địa vị hay chức phận. Hai vợ chồng ở với nhau mà gặp số tam vinh hiển lại có số mạng tốt và được hưởng thêm phước đức từ cha mẹ hai bên thì sẽ được hưởng một cuộc sống cao sang, có quyền lực và được nhiều người xung quanh kính trọng. Còn nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt nhưng được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá giả và có địa vị nhất định trong xã hội. Tuy nhiên, nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cũng chỉ có chút ít danh tiếng tầm thường mà thôi. 4. Tứ đạt đạo là số dễ làm ăn hay khó làm ăn. Hai vợ chồng ở với nhau mà gặp số tứ đạt đạo và có số mạng cá nhân tốt lại được hưởng thêm phước đức từ cha mẹ hai bên thì sẽ tạo nên một sự nghiệp khá giả và có cuộc sống giàu sang phú quý. Còn nếu vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phước đức từ cha mẹ thì cuộc sống khá giả, gia đình hòa thuận và êm ấm. Còn nếu số mạng của hai vợ chồng không tốt và cũng không được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì cuộc sống của hai vợ chồng chỉ đủ ăn nhưng không quá chật vật. 5 là biệt ly hay tuyệt mạng là khó có thể chung sống với nhau lâu dài. Hai vợ chồng ở với nhau mà gặp số biệt ly hay tuyệt mạng mà lại thêm số mạng không tốt và không được hưởng phước đức từ cha mẹ hai bên thì kẻ mất người còn hoặc dễ dẫn đến cảnh biệt ly. Còn nếu vợ chồng có số mạng không tốt nhưng được hưởng phước đức từ cha mẹ thì cũng khó lòng có thể ở với nhau cả đời. Còn nếu vợ chồng có số mạng tốt và được hưởng phước đức từ cha mẹ thì có thể sống với nhau nhưng cuộc sống gia đình sẽ gặp nhiều sóng gió không êm ấm. Một trong hai người thường hay ốm đau hoặc bệnh tật triền miên. Bài viết trên đây là những thông tin cho bạn để bạn tham khảo và chọn một nửa của đời mình. Nhưng duyên số là do ông trời ban tặng cho chúng ta nên cũng đừng vì nội dung chỉ ra ở trên đây mà đánh mất mối lương duyên mà do ông trời ban tặng cho các bạn nhé. Nếu tình yêu đến từ hai phía và hai bạn đủ nỗ lực, đủ lớn trong cuộc sống, biết lắng nghe và chia sẻ, ăn ở hiền lành thì chắc chắn trong tương lai sẽ có cuộc sống hạnh phúc và ấm no. Trên đây là những phần luận giải về lá số tử vi của kênh Kiến Thức. Vậy rất mong muốn các bạn hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè để chiêm nghiệm tử vi này. Chủ đề tiếp theo của các bạn thích là gì? Hãy bình luận cho Kiến Thức về lá số tử vi nhé. Hoặc like đăng ký kênh để cập nhật video mới nhất, nóng nhất của kênh Kiến Thức. Rất chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.